Một lần trở lại với Lào Cai, bao nhiêu kỷ niệm vẫn không phai mờ. Ngày ấy, tôi để lại những vần thơ, lao vào cuộc chiến, mịt mờ đạn bom. Thi phẩm Trở lại Lào Cai, tác giả Bùi Anh Tuấn, với giọng diễn ngâm của nghệ sĩ Ngọc Giang. Lần trở lại với Lào Cai, bao nhiêu kỷ niệm vẫn không phai mờ. Ngày ấy tôi để lại những văn thơ, lao vào cuộc chiến mịt mờ đạn bom. Bạn tôi ai ai mất ai còn, Mường Khương bát sát đường thôn lính tàu, chúng gây bao nỗi thương đau cho bà cho mẹ cho màu xanh. Nắm tay nhau chúng tôi thề, chưa giết xong giặc, chưa về dưới xuôi. Hôm nay chiến tranh nay đã qua rồi, màu xanh cây trái trên đồi đời. Trở lại đây vẫn dòng sông, tìm em có gái hỡ mong năm nào. Băng cho tôi dưới chiến hào, nhìn tôi không biết vì Lào Cai nay đẹp biết bao, mọc bên cốc liêu binh đinh cao tầng, đường cao tốc đã nâng tầm, một thành phố mới trong tâm bao. Sa Pa thị trấn xinh tươi, trung tâm du lịch như mời gọi ta. Phan Xi Păng dẫu cao xa, cáp treo nâng bước ta lên cổng trời. Khèn ai réo rắt gọi mời, gái trai xuống núi rào chơi chờ tình. Lào Cai trong buổi bình minh, dòng biên ải chuyển mình bay.